Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa Nguyễn Thành Phong về giam lỏng ở Hà Nội. Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Thành Phong không vào được Bộ Chính trị là một tín hiệu không hay đối với ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đấu đá cung đình của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn đang diễn ra phức tạp. Theo thông tin tiết lộ, Nguyễn Thành Phong sẽ bị tuyên chuyển công tác đi nơi khác. Đây được xem là một thức tước bỏ quyền lực từ từ của nhân vật này. Ông Nguyễn Thành Phong vốn là người quê gốc Bến Tre, tuy nhiên ông Phong lại thành danh tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thành Phong, 59 tuổi, quê tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành, Bến Tre. Thời thanh niên, ông theo học và tốt nghiệp cử nhân tại trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và được giữ lại làm giảng viên ở đây. Vào năm 1985, ông vừa là giảng viên vừa là bí thư đoàn trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và là phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 8 tháng 9 năm 1988, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào ngày 25 tháng 10 năm 1995, ông được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 10 năm 1996, tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 diễn ra khóa 1996-2001, ông được bầu làm Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 1997, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 10 và tháng 9 năm 1999, ông được bầu giữ chức Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh thay người tiền nhiệm là ông Nguyễn Hoàng Năng. Kế nhiệm ông trong chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh là ông Võ Văn Thưởng vào tháng 1 năm 2000. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong. Trong thời gian làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ông đã ra quyết định tổ chức chương trình Mùa hè xanh. Tháng 12 năm 2002, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8, ông được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng năm, ông tái đắc cử đại biểu Quốc hội khóa 11. Thay ông trong chức vụ Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cũng chính là ông Võ Văn Thưởng. Tháng 7 năm 2005, ông được phân công giữ chức Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Về Bến Tre là một may mắn cho Nguyễn Thành Phong. Đầu năm 2007, ông được điều động về làm Thành ủy viên Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy Quận 2. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2009, ông được điều động về tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Vào ngày 19 tháng 10 năm 2010, ông lại tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, ông Phong được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Và tới tháng 7 năm 2013, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre. Chiều ngày 5 tháng 3 năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa 9 đột xuất đã tiến hành bầu ông Võ Thành Hạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 thay cho Nguyễn Thành Phong được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động nhận nhiệm vụ mới. Thông thường, lứa lớn lên từ thành đoàn rồi sau đó được bổ nhiệm và làm Bí thư Quận 2 thường là dấu hiệu của phe nhóm Lê Thanh Hải. Tất Thành Cang cũng được cơ cấu theo con đường đúng y như vậy, và Tất Thành Cang cũng đã đi lên đến chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Tuy nhiên, Nguyễn Thành Phong khác với Tất Thành Cang là ông Phong đã không ở lại thành phố Hồ Chí Minh liên tục, mà ông đã được bổ về làm Bí thư tỉnh Bến Tre. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong lúc làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2007-2015, ông Nguyễn Thành Phong đã rời xa thành phố Hồ Chí Minh, được xem là một may mắn bởi những sai phạm đất đai xảy ra nghiêm trọng nhất là trong giai đoạn này. Cùng là người trưởng thành từ thành đoàn rồi được đoàn điều về làm Bí thư Quận 2, nhưng ông Tất Thành Cang đã không thể thoát được móng vuốt của ông Nguyễn Phú Trọng vì dính dáng tới đại án Thủ Thiêm. Thực ra, Nguyễn Thành Phong bị điều động về Bến Tre là một trường hợp bất lợi lúc đó. Tất Thành Cang được ưu tiên ở lại thành phố, nắm Sở Giao thông Vận tải, còn Nguyễn Thành Phong thì bị đẩy đi. Nếu nói về mối quan hệ với Lê Thanh Hải thì Nguyễn Thành Phong không gần gũi bằng. Và rồi cuối cùng thì ông đã về lại thành phố khi mà Lê Thanh Hải hết quyền lực. Vào ngày 25 tháng 3 năm 2015, Bộ Chính trị đã ra quyết định điều động ông thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 và tham gia Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
nhiệm kỳ 2010-2015. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2015, theo đoàn thư ký với 80 trên 83 phiếu của đại biểu, ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 và lớn lên từ thành đoàn, rồi sau đó được bổ về làm Bí thư quận 2, thường là dấu hiệu của những nhóm lợi ích vẫn thường đi theo con đường đó. Tất Thành Cang cũng được cơ cấu, tuy nhiên ông Tất Thành Cang dường như gần gũi với Lê Thanh Hải hơn, cho nên đường đi của ông cũng vượt lên trên hơn. Vào sáng ngày 24 tháng 12 năm 2015, ông Nguyễn Xuân Phúc lúc đó là Phó Thủ tướng đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy. Tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, ông ta tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải, được xem là người có quan hệ không gần gũi với Tất Nguyễn Thành Phong lắm. Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2016, có đến 100% đại biểu có mặt, bao gồm 102 đại biểu, đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9. Vấn đề là ông Nguyễn Thành Phong về lại thành phố sau khi ông Lê Thanh Hải đã mất hết quyền lực. Điều này khó mà kết luận được ông Nguyễn Thành Phong là một thuộc hạ của ông Lê Thanh Hải cho được. Tuy nhiên, việc ông Nguyễn Thành Phong được cân nhắc dưới thời ông Lê Thanh Hải làm chủ tịch thành phố cũng là một vết nhơ. Lúc đó, vấn đề quy hoạch Thủ Thiêm mới bắt đầu được xúc tiến. Và rõ ràng trong quá trình đó thì ông Nguyễn Thành Phong cũng có liên quan. Đó là lý do tại sao vào đại hội lần thứ 13, ông Nguyễn Phú Trọng đã không đưa cho ông Phong vào Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Thành Phong cũng có mối quan hệ với Lê Thanh Hải, nhưng mối quan hệ đó không được khăng khít như Tất Thành Cang. Và cho đến bây giờ thì dư luận đã đặt ra câu hỏi, phải chăng ông Nguyễn Phú Trọng muốn giam lỏng Nguyễn Thành Phong? Theo thông tin rò rỉ và khả năng rất cao là Nguyễn Thành Phong sẽ được thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng chuyển đi khỏi thành phố để Nguyễn Văn Nên dễ dàng thực hiện công cuộc đốt lò cho ông Nguyễn Phú Trọng. Có một ông chủ tịch thành phố mà không đồng lòng với bí thư thành ủy thì điều đó làm cho ông Nguyễn Văn Nên rất khó hành động. Việc điều Nguyễn Thành Phong đi là cấp thiết, nhưng để thực hiện điều đó không hề dễ dàng. Và cũng có khả năng rất cao là Nguyễn Thành Phong sẽ được đưa về làm Phó trưởng ban dân vận Trung ương. Trưởng ban dân vận Trung ương là vị trí triển vọng, tuy nhiên vị trí Phó trưởng ban dân vận chỉ có thể nói là một vị trí ngồi tạm để được bổ nhiệm đi nơi khác, và cũng có thể là vị trí mà ông Nguyễn Phú Trọng dùng để giam lỏng quan chức nào mà ông muốn tước mất quyền lực. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ông Đinh La Thăng về làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương như là biện pháp giam lỏng, chờ ngày đưa ra xét xử. Tuy nhiên, trường hợp ông Nguyễn Thành Phong nếu được đưa về làm Phó trưởng ban dân vận không phải là mục đích như vậy, mà là mục đích giam lỏng Nguyễn Thành Phong để ông này ngồi chơi xây nước, chờ đến hết nhiệm kỳ rồi rút, chứ không thể bị truy tố như ông Đinh La Thăng. Đây là hình ảnh liệu có phải ông Nguyễn Phú Trọng muốn giam lỏng ông Nguyễn Thành Phong hay không? Tại Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Thành Phong không vào được Bộ Chính trị thì đấy là dấu hiệu cho thấy ông Phong không có triển vọng tiến xa nữa. Ắt ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã đánh hơi về con người ông Nguyễn Thành Phong như thế nào rồi mới chuyển. Nếu ông Nguyễn Thành Phong mà là người giúp Nguyễn Văn Nên bắt Lê Thanh Hải thì ông Phong mới được cơ cấu ở lại. Dấu hiệu cho thấy ông Phong bị chuyển đi vì ít nhiều cũng có dính dáng đến Lê Thanh Hải, và cuộc chiến quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam cứ thế kéo dài và tiếp diễn mãi mà không hề có điểm dừng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 5 năm 2021 với bản tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa Nguyễn Thành Phong về giam lỏng ở Hà Nội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.